are very Vietnam, very beautiful, very kind, very, very happy. The clothes are very, very beautiful. I'm very happy, yes. All the different clothes. So it's amazing. Yes. Thế là cực kỳ hoành tráng và vô cùng gọi như là trang trọng. Vui thay thứ tư chân khâm theo bước chân phần đà. Giáng sinh nơi trần thế dạy dân yêu nước Nam. Vui thay vô trần nhân tâm mộng hoa sen tươi sáng. Dân dắt nước Nam ta theo bước chân phần đà. Dancing. So we're very happy to participate in this ceremony, and I feel this is a meritorious program that can spread around the world. That very happy to be here. Actually, the first time I am participate in this type of ceremony, the procession. Actually, you have the good Buddhist king, and nowadays present you have good Buddhist master. Wa Bang Pagoda master has very much power. I think miraculous power he has, and he got maybe the late king, Buddhist king. Before I came, I didn't know. I've never heard about this king before. But since I spent 2 days here, so I could learn a lot about the beautiful story of this king and how it's important for Vietnam and also for Buddhism in Vietnam. Chúng ta là quê chị ở Quảng Ninh, chị có những người bạn giới thiệu với chị là ngày hôm nay, cho nên là chị đang ở trong Phú Quốc, chị bay ra ngoài này để chị tham dự cái lễ hội của Uông Bí Quảng Ninh này. Chị vô cùng ngưỡng mộ một con người gọi như là có tài đức vẹn toàn, mà cũng vì có những con người như thế này các chị mới có được một cái cuộc sống và một cái thế hệ, một cái đất nước thanh bình như ngày hôm nay. Cũng rất là biết ơn các tiền bối đi trước như là Phật tổ Trần Nhân Tông, chị rất là kính trọng và cực kỳ là ngưỡng mộ. Vui lắm, vui lắm, tất cả mọi người đều vui được sống lại với đời 700 năm về trước. Vâng, nhà hàng Trần Nhân Tông vui lắm. Là một người có tâm, có đức, có tài, rất là làm cho mình có một cái gì đấy là cực kỳ gọi như là hãnh diện. Có một người thầy như vậy ở cái đất của Quảng Ninh này.